Vụ cháy kinh hoàng, 5 tàu cá bị thiêu rụi trong chốc lát, thiệt hại hơn 20 tỷ đồng. Theo báo đài đưa tin, ngày 28 tháng 7 vừa qua, 5 tàu cá lớn đang neo đậu ở cảng Lạch Quèn, Quỳnh Lưu, Nghệ An đã bất ngờ bị thiêu cháy dữ dội, thiệt hại hơn 20 tỷ đồng. Đến nay, cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân ban đầu của vụ việc. Mới đây, sáng ngày 30 tháng 7, ông Nguyễn Xuân Dinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân ban đầu của vụ hỏa hoạn trên. Cụ thể, đây là sự cố chập điện trên tàu cá của ông Bùi Xuân Sinh, trú xã Quỳnh Long, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Theo đó, sau khi tàu cá của ông Sinh xảy ra vụ cháy, do các tàu đang neo đậu gần nhau, nên ngọn lửa đã nhanh chóng lan ra những con tàu bên cạnh. Từ một tàu cá bị cháy, ngọn lửa đã cháy lan sang 4 con tàu khác, khiến cả 5 tàu cá bị lửa thiêu rụi. Hôm qua, thủy triều nước dâng cao nên cơ quan chức năng không tiếp cận được tàu để khám nghiệm. 3 giờ sáng nay, công an đã tiếp cận được các con tàu, khám nghiệm và thu giữ một số mẫu vật để giám định, xác định chính xác nguyên nhân vụ cháy, ông Trung nói. Vụ cháy kinh hoàng đã khiến 5 con tàu trị giá đầu tư ban đầu hơn 40 tỷ đồng bị thiêu rụi, gây thiệt hại hơn 20 tỷ đồng. Người dân sống gần cảng Lạch Quèn đã không khỏi bàng hoàng trước vụ việc, nhất là những ngư dân bị ảnh hưởng trực tiếp. Đứng trước tình cảnh éo le sau vụ việc, Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Lưu đã chỉ đạo xã Sơn Hải và xã Quỳnh Long, nơi có các tàu bị cháy, qua đó vận động ủng hộ giúp đỡ các chủ tàu. Bước đầu, Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Lưu cũng đã hỗ trợ mỗi tàu bị cháy với số tiền 20 triệu đồng để động viên các chủ tàu gặp nạn. Được biết trước đó vào khoảng 20 giờ ngày 28 tháng 7, người dân sống gần cảng Lạch Quèn, xã Quỳnh Thuận, Quỳnh Lưu, Nghệ An đã phát hiện một đám cháy xảy ra tại một chiếc tàu cá lớn. Ngọn lửa ngay sau đó đã bùng phát dữ dội bao trùm cả con tàu. Khi đó, người dân đã nỗ lực dùng các phương tiện tại chỗ để chữa cháy và di chuyển những chiếc tàu cá khác đến nơi an toàn. Tuy nhiên, do trên tàu nhiều vật liệu dễ bén lửa nên đám cháy bùng phát ngày càng lớn và cháy lan ra những tàu bên cạnh. Thời điểm này, số lượng tàu cá công suất lớn đang neo đậu tại cảng Lạch Quèn cũng rất lớn với mật độ dày đặc, nên vì thế có đến 5 chiếc tàu bị nhấn chìm trong biển lửa. Nhận được tin báo, lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu cùng các cơ quan chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường cùng người dân dập lửa đám cháy. Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Nghệ An cũng đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ và 4 xe cứu hỏa chuyên dụng đến để hỗ trợ. Theo lời chia sẻ của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Lưu, ông Thuận Trần Văn Trung, khi các tàu bị cháy trôi theo dòng chảy đã tạo thành 3 điểm cháy khác nhau, trong khi đó trên tàu có nhiều vật dụng dễ bắt lửa và nhiều dầu dự trữ nên việc dập lửa gặp khó khăn. Chỉ trong chốc lát, cả 5 con tàu đều bị cháy rụi, trong đó có 3 con tàu bị cháy hoàn toàn, 2 con tàu còn lại bị cháy toàn bộ thiết bị trong tàu, phần thân vỏ bị cháy một phần. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người. Ông Trung cũng cho biết thêm, theo báo cáo ban đầu của chủ 5 tàu cá, thiệt hại từ vụ cháy gây ra tổng cộng hơn 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện cơ quan chức năng đang giám định lại thiệt hại cụ thể đối với 5 tàu cá này để có con số chính xác nhất, ông Trung nói. Được biết, 2 tàu cá của ngư dân xã Quỳnh Long gồm tàu cá NA99696 của ông Bùi Xuân Sinh, tàu làm nghề lưới vây khai thác xa bờ với 19 lao động. Giá trị ban đầu của tàu cá này là 11,5 tỷ đồng. Tàu cá thứ hai mang số hiệu NA90636 của ông Trần Văn Tấn, tàu làm nghề lưới vây khai thác xa bờ với 19 lao động. Giá trị đầu tư ban đầu của tàu cá này là 8 tỷ đồng. Sau vụ cháy, cả 2 tàu cá đều bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. 3 tàu cá khác cũng bị cháy khá nghiêm trọng, bao gồm tàu NA97777 của chủ tàu Hồ Đình Việt, tàu cá NA99919 của chủ tàu Đào Xuân Thắng và tàu NA95656 thuộc sở hữu của ông Trần Văn Đoàn, cùng trú xã Sơn Hải.